Khi thời tiết được cải thiện ở Ukraine cũng là lúc các bên chuẩn bị cho những đợt tiến công rầm rộ. Xung đột tại Đông Âu có thể nói đang ở giai đoạn bước ngoặt. Sau đây là các diễn biến nóng nhất, cận cảnh trực thăng và hệ thống phòng không Nga được triển khai ở Luhansk. Theo TASS, lực lượng Wagner đang tấn công dữ dội. Phải chăng Ukraine chỉ còn một con đường để chi viện cho Bakhmut? Tàu hàng Thổ Nhĩ Kỳ trúng tên lửa bốc cháy dữ dội tại Kherson. Đáng chú ý, Đức giúp Ukraine lập hai tiểu đoàn tăng Leopard 2. Mỹ cũng khẳng định củng cố sự phòng vệ của Kiev khi cấp xe tăng Abrams, đồng thời cho biết không thấy dấu hiệu Nga sắp tấn công NATO. Trong khi đó, Nga dọa hỏa thiêu dàn xe tăng hiện đại nhất của Kiev. Ngoài ra, nhà lập pháp ở Moscow cho rằng xe tăng phương Tây không đáng ngại, hiểm họa đến từ một thứ khác, đó là gì? Các tin tức khác, Úc đón mừng lễ quốc khánh giữa nhiều tranh cãi. Hơn 150 người tử vong vì thời tiết cực lạnh ở Afghanistan. Xe đạp, nhà cửa đóng băng giữa trời rét âm hàng chục độ C ở Trung Quốc. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Mời quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, nhiều nước phương Tây vừa thông báo gửi những loại xe tăng tốt nhất cho Ukraine, trong khi phía Nga cảnh báo là xung đột có thể tiến tới một cấp độ khốc liệt hơn. Toàn bộ câu chuyện này sẽ được đề cập ở phần sau của bản tin. Trước hết thì hãy cùng nhìn lại cục diện giao tranh ở Đông Âu thời gian qua. Hãng tin Reuters cho biết là các trực thăng tấn công đang được triển khai dày đặc tới khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Luhansk, miền đông Ukraine. Phóng viên Reuters ngày 25 tháng 1 ghi lại hình ảnh các hệ thống phòng không và trực thăng tấn công được quân đội Nga triển khai tới khu vực do lực lượng này kiểm soát ở Luhansk. Phía tây vùng Luhansk là nơi bùng nổ các trận đánh dữ dội bậc nhất giữa Nga và Ukraine kể từ đầu xung đột. Một phi công không quân Nga nói với Reuters, các mục tiêu chính của chúng tôi bao gồm xe thiết giáp hạng nặng, binh sĩ, đồn chỉ huy và pháo đài của địch. Phi công Nga từ chối chia sẻ tên tuổi cho biết thêm, Ka-52 là loại trực thăng tấn công tốt nhất trên thế giới, nó rất đáng tin cậy, chưa từng bị hỏng hóc, kể cả trong điều kiện mùa đông. Thiết bị này cực kỳ hiệu quả, chúng tôi luôn đánh trúng mục tiêu. Cách thức tấn công là tiếp cận gần mục tiêu, sau đó bay cao hơn để phóng vũ khí không đối đất. Sau đòn oanh kích, chúng tôi bay thấp xuống tới giới hạn nhất định, bám sát địa hình rồi bay trở về căn cứ không quân. Phi công nói thêm, được biết Ka-52 biệt danh cá sấu là loại trực thăng tiên tiến bậc nhất của Nga. Nó có thể tấn công trong mọi điều kiện thời tiết, nhắm vào các mục tiêu xe thiết giáp, mục tiêu trên không tầm thấp và cả lính bộ binh của địch. Trực thăng này cũng có thể làm nhiệm vụ giám sát hoặc chỉ huy trên không cho một nhóm trực thăng tấn công. Ukraine khẳng định đã bắn hạ ít nhất 291 trực thăng các loại của Nga trong 11 tháng xung đột tính đến nay, trong đó chủ yếu là trực thăng Ka-52. Gần đây, theo tạp chí Newsweek, quân đội Ukraine viết trên Facebook rằng ngày 24 tháng 1, không quân Ukraine đã bắn hạ 3 trực thăng tấn công Ka-52 của Nga trong vòng 30 phút. Các máy bay này đang làm nhiệm vụ ở gần quận Ienevnica, thành phố Donetsk, tỉnh Donetsk. Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Ukraine cũng bắn rơi một tiêm kích Su-25 của Nga ở gần Bakhmut. Phía Nga không bình luận về các tuyên bố trên. Theo TASS, thành phố tiền phương Bakhmut thuộc Donetsk, miền đông Ukraine, vẫn đang chứng kiến cuộc đối đầu nghiệt ngã giữa các bên. Lính đánh thuê từ công ty quân sự tư nhân Wagner được cho là đã tiến công mạnh mẽ và kiểm soát thêm một số khu vực. Ngày 25 tháng 1, ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nói với các hãng tin nhà nước Nga rằng các trận đánh vô cùng tàn khốc đang tiếp diễn ở Bakhmut. Tuy vậy, các đơn vị Nga, đặc biệt là chiến binh Wagner, đang có bước tiến ở khu vực. Ông Pushilin khẳng định sau khi phía Nga giành thắng lợi và kiểm soát thành phố Soledar, hiện chỉ còn một con đường an toàn để quân Ukraine có thể chi viện cho Bakhmut. Quan chức thân Nga nói thêm, giao tranh đang bùng nổ ở các vùng ngoại ô của Bakhmut mà trước đó do Ukraine kiểm soát chặt. Hiện các báo cáo nói trên chưa được kiểm chứng. Phía Ukraine mới đây thừa nhận thất bại ở Soledar, nhưng nhiều lần họ bày tỏ quyết tâm phòng thủ, giữ chặt pháo đài Bakhmut. Một quan chức thân Nga ngày 25 tháng 1 cho biết là lần đầu tiên đồn chỉ huy của một đơn vị thiện chiến Ukraine bị phá hủy ở tỉnh miền nam Zaporizhia. Phát biểu trên truyền hình Nga, ông Vladimir Rogov, chính trị gia thân Moscow ở tỉnh Zaporizhia khẳng định rằng một đồn chỉ huy cho lữ đoàn tấn công miền núi 128 của Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây là điều chưa từng xảy ra ở địa phương từ trước đến nay. Ông Rogov nói thêm,
Trước đó, theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo các đơn vị tên lửa và pháo binh của Moscow đã tiêu diệt căn cứ của lữ đoàn 128 ở gần khu định cư Lechino thuộc tỉnh Zaporizhia. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22 tháng 1 khẳng định lực lượng của họ đã cải thiện sức mạnh ở Zaporizhia. Moscow cũng tuyên bố tiêu diệt nhiều binh sĩ Ukraine và phá hủy các thiết bị quan trọng. Phía Kiev ngày 21 tháng 1 lại cho rằng các tuyên bố của Nga về sự tiến bộ của Zaporizhia chỉ là phóng đại. Đồng thời, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu chuỗi tập trận tại một thao trường ở tỉnh Zaporizhia từ ngày 23 tháng 1. Một số quân nhân đã thực hành lái xe chiến đấu bộ binh, trong khi những người khác tập bắn súng trường, đưa súng phóng lựu vào trong lưỡi hạm. Một tàu hàng của Thổ Nhĩ Kỳ trúng tên lửa thành phố Kherson miền nam Ukraine. Hình ảnh sau đây cho thấy con tàu bốc cháy dữ dội. Tên lửa rơi trúng một con tàu có tên là Tuzla vào hôm 24 tháng 1. Reuters trích thông báo từ công ty an ninh hàng hải Ambrey cho biết. Hình ảnh ghi lại hiện trường cho thấy phòng điều khiển tàu bốc khói nghi ngút. Reuters cho biết thông qua đối chiếu hình ảnh vệ tinh có thể xác nhận video đúng là quay ở Kherson. Con tàu gặp sự cố đã mắc kẹt tại hải cảng Kherson từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái khi xung đột bùng nổ. Hiện công ty vận hành tàu là Kelly Shipping chưa đưa ra bình luận. Reuters tổng hợp các nguồn tin trong ngành hàng hải cho biết còn 12 tàu Thổ Nhĩ Kỳ mắc kẹt ở các cảng biển Ukraine, bao gồm tại Kherson. Đây là những tàu không nằm trong sáng kiến xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, một thỏa thuận giữa Kiev và Moscow để tạo hành lang an toàn trên biển, với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian điều phối. Một nguồn tin ẩn danh nói với Reuters, hải cảng Kherson bị oanh kích vào đêm 24 tháng 1, gây ra vụ nổ ảnh hưởng tới tàu Tuzla. Các tàu mắc kẹt của Thổ Nhĩ Kỳ hiện không có thủy thủ vận hành thường xuyên nên vụ việc không gây thương vong. Truyền thông quốc tế không đề cập thủ phạm tiến hành vụ oanh kích vừa qua ở cảng biển Kherson. Thành phố Kherson hiện do Ukraine kiểm soát sau khi quân Nga rút lui vào ngày 11 tháng 11 năm ngoái, đánh dấu một bước lùi đáng chú ý về mặt chiến lược. Trong một diễn biến khác, quan chức thân Nga Vladimir Drogov cho biết là Ukraine đã nỗ lực vượt sông Dnipro đoạn gần khu định cư Novaya Kakhovka thuộc tỉnh Kherson nhằm tấn công bất ngờ vào lực lượng Nga ở bên kia dòng sông. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 26 tháng 1. TASS đưa tin quan chức Drogov viết trên Telegram phía Ukraine đã nỗ lực xuất kích bí mật, di chuyển kín kẽ ở khu vực các cồn cát trên sông Dnipro. Tuy nhiên, những kẻ xâm nhập đã phải đối diện với hỏa lực áp đảo của binh sĩ Nga, ông Drogov nói thêm. Theo vị quan chức, các đơn vị trinh sát của Moscow luôn theo dõi mọi động tĩnh của kẻ địch ở Kherson, sau đó báo tin cho các pháo thủ khai hỏa chính xác. Ông khẳng định Ukraine tiếp tục thất bại trong mọi nỗ lực vượt sông gần đây, nhưng họ sẽ không dừng lại. Các trận đánh ở Kherson vẫn sẽ tiếp tục. Hiện báo cáo của các bên về tình hình giao tranh chưa được kiểm chứng. Thưa quý vị, quyết định của Đức về gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine đã làm rung chuyển an ninh châu Âu khi thông báo quyết định quan trọng này trước Quốc hội vào ngày 25 tháng 1. Thủ tướng Olaf Scholz kêu gọi người Đức tin tưởng ông và chính phủ, đồng thời nhấn mạnh không muốn xung đột ở Ukraine leo thang. Thủ tướng Scholz cho biết, rất nhiều người đất nước này cảm thấy lo ngại về quyết định và quy mô của gói viện trợ vũ khí mới dành cho Ukraine. Chúng tôi tiếp tục giữ vững cam kết rằng sự hỗ trợ hiện tại sẽ không đặt ra nguy cơ khiến đất nước của chúng ta đi sai hướng. Mục tiêu là nhanh chóng thiết lập hai tiểu đoàn xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, Thủ tướng Scholz khẳng định. Theo Reuters, trong bước đi đầu tiên, Đức sẽ cung cấp cho Kiev 14 xe tăng Leopard 2 lấy từ kho dự trữ của quân đội. Thủ tướng Scholz khẳng định Đức sẽ luôn ở tuyến đầu về ủng hộ Ukraine chống lại Nga, nhưng đồng thời cũng đảm bảo cuộc xung đột sẽ không leo thang và NATO không bị cuốn vào vòng xoáy giao tranh. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn nguy cơ xung đột hiện tại biến thành cuộc chiến giữa Nga với NATO. Chúng ta sẽ luôn nhớ lấy nguyên tắc cơ bản này, ông Scholz nói. Nhà lãnh đạo Đức cũng ca ngợi Tổng thống Mỹ Joe Biden là một đối tác tốt của Berlin. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định sẽ cung cấp 31 xe tăng Abrams-M1 cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ ngay sau đó cho biết là các loại vũ khí gửi đến Kiev đều nhằm mục đích giúp quốc gia Đông Âu tự bảo vệ chính mình. Bên cạnh đó, thì Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói rằng không có dấu hiệu cho thấy Nga sắp tấn công lãnh thổ NATO sau các diễn biến căng thẳng gần đây. Hãng tin Anadolu cho hay chính quyền Tổng thống Biden ngày 25 tháng 1 thông báo gửi 31 xe tăng Abrams-M1 và 8 xe bọc thép M88 cho Ukraine. Thông báo được Washington đưa ra cùng lúc với việc Đức quyết định hỗ trợ 14 xe tăng chủ lực Leopard và bật đèn xanh cho các nước đồng minh khác tái xuất khẩu vũ khí này tới Ukraine. Trước đó, nhiều báo cáo cho rằng Berlin sẽ không gửi Leopard nếu như Washington không gửi Abrams. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày 25 tháng 1 nhấn mạnh họ gửi xe tăng chủ lực là nhằm đảm bảo năng lực tự vệ của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định, Hoa Kỳ luôn có một điều kiện duy nhất để viện trợ vũ khí cho Ukraine và chúng tôi luôn tuân thủ nó. Trên thực tế, mọi thứ mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine đều nhằm đảm bảo họ có khả năng tự vệ. Ông Price nói thêm, các hệ thống cung cấp cho Ukraine đều hướng tới hỗ trợ nước này sử dụng vũ khí linh hoạt và hiệu quả để chặn đứng lực lượng Nga.
Trong khi đó, ông John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng ngày 25 tháng 1, cho biết phải đến nhiều tháng sau, xe tăng M1 đầy uy lực của Mỹ mới có thể chuyển tới Ukraine. Ông Kirby cho rằng Ukraine cần phải chuẩn bị sẵn sàng khi mùa đông sắp chấm dứt, điều kiện thời tiết đang được cải thiện và Nga có thể sắp tấn công cực kỳ tàn khốc. Phát ngôn viên cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ cho Ukraine đến khi nào cần thiết. Và hiện giờ không có dấu hiệu Nga sắp tấn công vào lãnh thổ các nước NATO để thể hiện sự tức giận sau các quyết định bước ngoặt của Liên minh phương Tây. Phía Nga nhiều lần chỉ ra rằng bất cứ vũ khí nào phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và dẫn tới đổ máu không cần thiết. Phía Nga dĩ nhiên phản ứng gay gắt trước việc Đức và Mỹ cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Kiev. Điện Kremlin cảnh báo những chiếc xe tăng đắt đỏ của Mỹ sẽ cháy rụi khi chúng lăn bánh tới tiền phương Ukraine. Bên cạnh đó, một đại sứ Nga cho rằng xung đột ở Đông Âu đã tiến lên một cấp độ nguy hiểm hơn. Trao đổi với báo chí, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ý định của Mỹ về gửi xe tăng chủ lực Abrams M1 cho Ukraine sẽ là lãng phí tiền của. Ông Peskov nói, tôi chắc chắn rằng nhiều chuyên gia hiểu rõ ý tưởng này điên rồ như thế nào. Kế hoạch này là một thảm họa đối với ngành công nghệ quân sự Mỹ. Đáng nói là họ đã đánh giá quá cao tiềm năng mà các xe tăng phương Tây có thể mang lại cho quân đội Ukraine. Chúng sẽ phải cháy rụi, cũng giống như mọi thứ khác. Ông Peskov cho rằng Washington muốn nướng tiền một cách điên rồ khi gửi siêu tăng M1 cho Ukraine. Theo Reuters, Kiev suốt nhiều tháng đã tuyệt vọng kêu gọi phương Tây hỗ trợ xe tăng hạng nặng nhằm củng cố phòng tuyến, hướng tới tiến công giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực ở miền Đông và miền Nam. Ngoài ra, Ukraine dự đoán Nga sẽ mở đợt tiến công cực mạnh vào mùa xuân hè năm nay, vì vậy phải sẵn sàng ứng phó. Sau nhiều tranh luận và mâu thuẫn, cuối cùng Mỹ cùng với Anh, Đức và nhiều nước châu Âu khác đang dục dịch viện trợ xe tăng chủ lực cho Ukraine. Đại sứ Nga tại Berlin, ông Sergei Nechev, ra thông báo chỉ trích quyết định của Đức về gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine là cực kỳ nguy hiểm. Nó đi ngược với các phát biểu của giới chính trị gia Đức rằng nước này không muốn bị lôi kéo vào xung đột ở Ukraine, ông Nechev nói thêm. Nhà ngoại giao Nga khẳng định, thật không may, điều này cứ diễn ra lặp đi lặp lại. Một lần nữa chúng tôi buộc phải tin rằng, cũng giống như các đồng minh thân thiết nhất của mình, Berlin không quan tâm tới một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Đức cùng với đồng minh đang cố gắng làm cho căng thẳng leo thang, không ngừng bơm vũ khí cho chế độ Kiev. Càng lúc lượng vũ khí chuyển đi càng lớn hơn và nguy hiểm chết người. Lằn ranh đỏ đã là một thứ thuộc về quá khứ. Đại sứ Nga kết luận, sau khi phương Tây gửi xe tăng chủ lực tới Ukraine, xung đột đã tăng lên một cấp độ nguy hiểm mới. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin ngày 22 tháng 1 cảnh báo việc các nước chuyển thêm vũ khí sát thương cho Ukraine có thể dẫn tới một thảm kịch toàn cầu, hủy hoại chính những quốc gia đã cung cấp vũ khí. Thưa quý vị, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Nga cho rằng xe tăng của phương Tây sẽ không tạo nên cú đột phá trên chiến trường Ukraine. Tại sao lại như vậy? Ông Andrei Katapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga ngày 25 tháng 1 nói trên đài truyền hình nhà nước rằng điều tạo ra nguy hiểm cho Moscow là kế hoạch của phương Tây để thiết lập và huấn luyện các tiểu đội xe tăng mới cho Ukraine. Còn bản thân hàng chục xe tăng Abrams của Mỹ hay Leopard 2 của Đức thật ra khó tạo nên sự đột phá, ông Katapolov nêu quan điểm. Nhà lập pháp nhận định khi càng có thêm nhiều loại xe tăng mới, lực lượng Ukraine sẽ phải nỗ lực học cách sử dụng, huấn luyện binh sĩ, phân phối nguồn lực về hậu cần. Theo nghị sĩ Nga, trong khi đơn vị hậu cần của Kiev đã tỏ ra đuối sức, việc đưa hàng loạt xe tăng phương Tây vào sử dụng sẽ tạo thêm nhiều vấn đề hơn nữa. Mỗi loại xe tăng sẽ đòi hỏi phương pháp bảo trì khác nhau. Ông Katapalov nhìn nhận, sẽ không có bước ngoặt nào xuất hiện do việc phương Tây chuyển xe tăng cho Ukraine. Theo quan điểm của tôi, điều duy nhất mà chúng ta nên lo ngại là về một quyết định khác của phương Tây. Có khả năng họ sẽ không gửi xe tăng ngay lập tức cho Ukraine, mà trước tiên sẽ tổ chức huấn luyện binh sĩ ở thao trường tại Ba Lan hay miền Tây Ukraine chẳng hạn. Và sau đó, xe tăng chỉ lăn bánh ra tiền phương vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè năm 2023. Nếu kịch bản này xảy ra, chúng ta cần phải cảnh giác cao độ. Bên cạnh Mỹ, Đức ngày 24 tháng 1 thông báo gửi vài chục xe tăng cho Ukraine. Phía Berlin cũng đã bật đèn xanh cho các nước đồng minh khác tái xuất khẩu xe tăng Leopard 2. Và theo nhiều kênh truyền thông, Ba Lan, Na Uy, Tây Ban Nha cũng như một số nước châu Âu khác đang cân nhắc viện trợ xe tăng cho Kiev. Sau khi được phương Tây viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực, mục tiêu tiếp theo của Ukraine là thuyết phục các đối tác cung cấp tiêm kích thế hệ thứ tư, chẳng hạn như là chiến đấu cơ F-16 của Mỹ, Reuters đưa tin. Ông Yuri Shak, cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, vừa trao đổi với Reuters qua điện thoại. Ông nói mục tiêu lớn tiếp theo sẽ là Ukraine được viện trợ tiêm kích chiến đấu.
Hiện không quân Ukraine sử dụng các tiêm kích già cỗi thời Liên Xô, được lắp ráp trước cả khi Kiev tuyên bố độc lập cách đây hơn 31 năm. Các chiến đấu cơ này được Ukraine sử dụng để chống xâm nhập và tấn công vào các vị trí quân Nga. Ông Chuck nói, nếu chúng tôi có được tiêm kích của phương Tây, chúng tôi sẽ sở hữu ưu thế khổng lồ trong chiến đấu. Theo Reuters, nguồn hỗ trợ quân sự của phương Tây đóng vai trò cực kỳ quan trọng với Kiev và lập trường của các nước đồng minh đã thay đổi mạnh mẽ do xung đột diễn biến phức tạp trước khi bùng nổ giao tranh ở Đông Âu. Ý tưởng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine hầu như bị bác bỏ, nhưng sau đó phương Tây đã phá lệ hết lần này đến lần khác, vượt qua nhiều giới hạn. Ông Chuck chỉ ra, họ từng không muốn gửi cho Ukraine lựu pháo hạng nặng, nhưng họ đã làm. Họ từng không muốn gửi hệ thống HIMARS, nhưng họ đã làm. Họ từng không muốn giao xe tăng chủ lực, nhưng giờ đây họ đã thông báo điều này. Ngoại trừ vũ khí hạt nhân, không có thứ gì mà chúng tôi không thể tiếp nhận. Ông Justin Brunt, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, đánh giá lực lượng không quân Ukraine sẽ hưởng lợi lớn nếu như sở hữu tiêm kích phương Tây, vì các chiến đấu cơ này mang theo tên lửa đất đối không. Tuy vậy, các tiêm kích này cũng gặp nguy hiểm lớn trước hệ thống tên lửa không đối đất của Nga. Vì vậy, mọi tiêm kích mà Ukraine sử dụng đều phải bay tầm thấp ở gần phòng tuyến. Điều đó khiến phi công Ukraine bị giới hạn đáng kể về tầm bắn của tên lửa và các sự lựa chọn của oanh kích. Nga liên tục phản đối phương Tây cấp vũ khí cho Kiev, cảnh báo điều này chỉ khiến xung đột thêm khốc liệt và kéo dài. Một quan chức phe ly khai ở Donetsk ngày 26 tháng 1 nói với TASS, tiêm kích F-16 sẽ bị bắn hạ và đem ra mổ xẻ nghiên cứu nếu chúng cất cánh trên bầu trời Ukraine. Theo TASS, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba ngày 25 tháng 1 nói rằng, một số nước châu Âu đang cân nhắc vận chuyển tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Vấn đề này cũng từng được nhắc tới trong một cuộc tranh luận ở Quốc hội Hà Lan. Nhưng sau đó, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố, ở thời điểm hiện tại, nước này sẽ không thể gửi tiêm kích cho Kiev, dù không thể nói trước điều gì trong tương lai, TASS đưa tin. Đối với thông tin từ Ukraine và Hà Lan, một quan chức giấu tên thuộc phe ly khai thân Nga ở Donetsk cho rằng, cứ để cho F-16 bay tới Ukraine, chúng sẽ bị bắn hạ trước khi chạm tới ranh giới của Donetsk. F-16 là loại tiêm kích rất thú vị khi nhìn ở góc độ công nghệ quân sự. Chúng sẽ bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không đáng tin cậy của chúng ta. Máy bay sẽ rơi ở vùng xám trước khi kịp tấn công chúng ta. Xác máy bay sẽ được thu hồi và phân tích. Hệ thống điện tử hàng không trên F-16 là điều mà chúng tôi có hứng thú tìm hiểu. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, hàng nghìn người Úc đã tập trung tại thủ phủ các bang trên các bãi biển và khắp cả Sydney vào hôm thứ Năm 26 tháng 1 để kỷ niệm Quốc khánh Úc. Tuy nhiên thì cũng có những cuộc tuần hành phản đối ngày lễ này. Phát biểu tại buổi lễ trao cờ và trao quyền công dân cho người bản địa ở thủ đô Canberra của Úc, Thủ tướng Anthony Albanese đã vinh danh những người bản địa hậu duệ của các thổ dân đã sinh sống ở Úc cách đây ít nhất là 65.000 năm. Ông Albanese cho biết, công dân Úc thừa hưởng một đặc quyền mà không nơi nào khác trên thế giới có được, đó là họ chia sẻ lục địa này với các nền văn hóa bản địa được tiếp nối liên tục lâu đời nhất hành tinh. Ngày Quốc khánh Úc năm nay diễn ra trong khi chính phủ đảng lao động trung tả của Thủ tướng Albanese lên kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về việc công nhận người bản địa trong hiến pháp và yêu cầu tham khảo ý kiến của họ về các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của người thổ dân. Được biết, theo truyền thống, người Úc kỷ niệm ngày Quốc khánh vào hôm 26 tháng 1 với bia và tiệc nướng, nhưng hàng nghìn người đã xuống đường phản đối trong những năm gần đây, vì ngày 26 tháng 1 đánh dấu cuộc đổ bộ của những người định cư Anh đầu tiên tới châu lục vào năm 1788. Đối với người bản địa, chiếm khoảng 4% dân số Úc, ngày này là ngày khởi đầu cho cuộc xua đuổi tổ tiên của họ. Một số thậm chí gọi nó là ngày xâm lược và yêu cầu thay đổi ngày lễ. Ít nhất là 8 người di cư từ châu Phi đã thiệt mạng khi thuyền chở họ bị lật ở ngoài khơi Libya. Bên cạnh đó thì gần 100 người khác đã được giải cứu. Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ ở địa phương cho biết. Theo Reuters, giới chức Libya ghi nhận một số thi thể dạt vào bờ biển gần thị trấn Castelfere, cách thủ đô Tripoli khoảng 40 km về phía đông. Trước đó, thuyền chở người di cư bị lật vào ngày 24 tháng 1 trong bối cảnh số nạn nhân thiệt mạng trong hành trình di cư trên biển tới châu Âu đã tăng mạnh vào năm ngoái. Các cơ quan nhân đạo cho biết số lượng người tị nạn tìm cách đến châu Âu đã tăng lên rõ rệt sau khi đại dịch COVID-19 phần nào được kiểm soát, dù cho con số hiện giờ vẫn thấp hơn năm 2014-2015. Theo Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, đơn vị đang xử lý các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ ở Libya, những người sống sót kể rằng có tới gần 150 người đã lên thuyền với hy vọng có thể cập vào bờ Italia. Libya là một điểm khởi hành quen thuộc với những người tìm cách đến châu Âu vì quốc gia châu Phi này nằm gần Italia và kiểm soát biên giới không chặt chẽ. Tuy nhiên, kể từ năm 2011, Libya cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm với người di cư do các cuộc giao tranh dữ dội giữa nhiều phe phái vũ trang. Đợt không khí lạnh tấn công Afghanistan đã khiến hơn 100 người thiệt mạng và ngay cả đô thị lớn như là thủ đô Kabul cũng đang phải chật vật ứng phó. Nhiều cư dân Kabul ngày 25 tháng 1 chia sẻ với Reuters về hoàn cảnh khó khăn giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tuyết phủ trắng xóa. Một cư dân từ quận
Kate Yesaki thuộc Kabul cho biết, chúng tôi gặp quá nhiều vấn đề giữa thời tiết lạnh giá như thế này. Chúng tôi không có than, không có bếp mà trẻ em không có quần áo ấm để mặc. Một quan chức thuộc cơ quan quản lý thiên tai Afghanistan cho biết, sự kết hợp của thời tiết lạnh giá, lũ lụt, hỏa hoạn và ngạt khí ga đã khiến 158 người thiệt mạng trên cả nước kể từ ngày 10 tháng 1 năm nay. Mùa đông lạnh nhất trong 15 năm qua với nhiệt độ giảm xuống tới âm 34 độ C cũng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế mà Afghanistan đang phải đối mặt trong bối cảnh sự viện trợ bị cắt giảm sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước. Đài CCTV đưa tin cơ quan địa chất Trung Quốc ghi nhận một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter ở huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên, phía Tây Nam Trung Quốc vào sáng sớm ngày 25 tháng 1. Hồi năm ngoái, thì khu vực này cũng xảy ra động đất lớn để lại hậu quả kinh hoàng. Động đất ngày 25 tháng 1 vừa qua ở huyện Lô Định có tâm chấn sâu 11 km. Một số cư dân thị trấn Moshi nằm gần tâm chấn cho biết là họ cảm nhận rõ sự rung lắc. Hiện giới chức đã mở chiến dịch điều tra về nguyên nhân động đất và tiến hành tìm kiếm cứu nạn. Chưa có báo cáo về thương vong. Khoảng nửa giờ sau đợt rung chuyển, nhóm lính cứu hỏa đầu tiên đã được triển khai đến tâm chấn. Tổng cộng 16 phương tiện và 78 nhân viên cứu hộ đã được điều động. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát vũ trang ở Tứ Xuyên đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp. Ngày 5 tháng 9 năm 2022, huyện Lô Định cũng bị rung chuyển bởi động đất mạnh hơn 6,6 độ, là cơn địa chấn mạnh nhất ở địa phương trong vòng 5 năm. Vụ việc khiến 86 người thiệt mạng và hơn 270 người khác bị thương, hơn 13.000 ngôi nhà và cơ sở hạ tầng khác bị hư hại. Chính quyền một số địa phương ở Trung Quốc đã ban hành cảnh báo nguy hiểm về nhiệt độ cực lạnh âm hàng chục độ C vào ngày 25 tháng 1. Đó là do một đợt không khí lạnh khổng lồ đang càn quét khắp Trung Quốc và rộng hơn là ở phía Bắc châu Á. Đài nhà nước CCTV vừa phát sóng hình ảnh xe đạp bị đóng băng, các tòa nhà cũng bị băng tuyết bao phủ ở thành phố Tốn Khắc, tỉnh Hắc Long Giang, gần biên giới với Nga. Nơi đây đã ghi nhận kỷ lục nhiệt độ giảm tới âm 49 độ C. Trong khi đó, các công nhân đường sắt ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đã làm việc với tốc độ tối đa để dọn tuyết dày khỏi đường ray. CCTV đưa tin, một số địa phương như Thượng Hải đã đưa ra cảnh báo màu vàng về thời tiết khắc nghiệt, mức nghiêm trọng thứ 3 trong hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp của Trung Quốc, với mức nghiêm trọng nhất là màu đỏ. Thành phố Nam Xương, thủ phủ của tỉnh Giang Tây, miền Nam Trung Quốc, cũng báo cáo có bão tuyết trong những ngày gần đây. Đợt không khí lạnh bắt đầu ập tới vào cuối tuần qua, với thành phố Mạc Hà ở cực bắc đất nước ghi nhận kỷ lục âm 53 độ C vào hôm 22 tháng 1. Đây là nhiệt độ thấp nhất từng đo được ở Mạc Hà, nơi được mệnh danh là thành phố Bắc Cực của Trung Quốc. Thưa quý vị, một tuyến đường sắt ở thành phố New York, Mỹ vừa khánh thành nhà ga lớn đầu tiên sau hơn một thế kỷ. Grand Central Madison, nhà ga ngầm thuộc tuyến đường sắt Long Island, do cơ quan giao thông vận tải đô thị MTA điều hành, vừa mở cửa cho hành khách vào hôm thứ Tư 25 tháng 1. Nhà ga này nằm bên dưới nhà ga Grand Central cũ và đại lộ Madison. Trên một chuyến tàu từ ga Jamaica ở quận Queens tới quận Manhattan của thành phố New York, người lái tàu cho biết, thưa quý hành khách, điểm dừng tiếp theo của chuyến tàu sẽ là Grand Central Madison. Chúng ta sẽ đến nhà ga đường sắt lớn đầu tiên ở Hoa Kỳ sau 67 năm. Đây là một phần của việc mở rộng đường sắt Long Island lần đầu tiên sau hơn 112 năm. Một hành khách đi tàu cho biết chuyến tàu kéo dài 22 phút sẽ cắt giảm thời gian đi lại cho nhiều người. Đây là một chuyện quan trọng. Tôi biết việc khánh thành nhà ga này là một sự kiện lịch sử và tôi rất vui vì đã có cơ hội được ở đây. Ý tôi lần cuối cùng một nhà ga lớn được xây dựng là cách đây hơn 100 năm, đúng vậy không? Việc này quan trọng đấy, hành khách nói thêm. Theo Reuters, dự án nhà ga mới trị giá 12 tỷ đô la đã bị cản trở suốt thời gian dài bởi chi phí vượt mức. Nhưng sau 15 năm, nó đã được ra mắt. Dự kiến nhà ga này sẽ là một trung tâm đông đúc của ga Metro North dành cho người đi làm xa nhà, cũng như sẽ đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố New York. Dự án sẽ chuyển hướng một số chuyến tàu từ ga Penn, cực kỳ đông đúc ở phía tây quận Manhattan đến Grand Central, giúp cư dân từ Long Island và Queens có thể dễ dàng tiếp cận khu phía đông thành phố. Công ty đường sắt MTA cho biết Grand Central Madison là nhà ga đường sắt chở khách lớn nhất được xây dựng tại Hoa Kỳ kể từ những năm 1950. Tại Trung Quốc, thì hàng nghìn người đi du xuân đã tập trung ở quảng trường thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam để chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng vô cùng đặc sắc. Lễ hội mùa xuân 2023, chuỗi sự kiện hoành tráng của Trung Quốc để đón mừng Tết Nguyên đán đang diễn ra tưng bừng hơn mọi năm sau khi nước này nới lỏng các quy định hạn chế COVID-19. Năm nay, ở nhiều đô thị như Hạc Bích, các màn trình diễn ánh sáng được kết hợp cẩn thận với kiến trúc của thành phố để bữa tiệc thị giác không chỉ thắp sáng bầu trời đêm, đem lại khung cảnh mãn nhãn cho mọi người, mà qua đó còn có thể giới thiệu văn hóa, câu chuyện và làm nổi bật các khía cạnh của lịch sử, theo đài CCTV. Một du khách chia sẻ, chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại để ngắm nhìn thêm những tiết mục biểu diễn ánh sáng. Tôi cũng sẽ giới thiệu cảnh sắc tuyệt đẹp ở Hạc Bích đến với mọi người xung quanh. Một du khách khác cho biết, hôm nay tôi đã đưa bố mẹ đến đây, chúng tôi sống khá gần quảng trường, nhưng mãi đến hôm nay chúng tôi mới cảm nhận được nơi này lộng lẫy và sôi động đến nhường nào. Màn trình diễn ánh sáng quả thật là rất tuyệt vời. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.